Ui, đây xem mẹ cắt tóc nha. Mẹ cắt tóc cho Kaka nha. Đầu đi nào. Đấy, nên cắt trên đầu trước. Quỷ im nhá, nó cưa. Nào bé nào, để cho mẹ cắt nào. Bé, mẹ là thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Ôi, đẹp trai quá. Các con là con gái mà nhỉ. Rồi đến nào, đến mẹ xem nào.